các con cùng quan sát phần kiến thức. Ở phần kiến thức cô có ví dụ sau. Cô có 9 dm. 9 đề dm bằng 90 cm. Có đúng không các con? Đây là đơn vị đổi đơn vị đơn giản. 9 dm so với mét chuyển sang số thập phân thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 9 dm sẽ bằng 0,9 m. Thế còn 90cm. Nếu cô chuyển sang đơn vị mét và chuyển nó thành số thập phân thì cô sẽ bằng bao nhiêu? Cô có 90cm thì sẽ bằng 0,90m. 9 dm với 90cm lại bằng nhau. Vì thế cô rút ra là 0,9m bằng 0,90m trong thực tế với số tự nhiên thì các con thấy nếu là 9 m với 90 m thì 9 nhỏ hơn 90. Nhưng khi chúng nằm ở phần thập phân thì nó lại xảy ra điều gì? Các con thấy ở đây là 0,9 m so với 0,90 m chúng bằng nhau và cô có kết luận là 0,9 bằng 0,90 hoặc là 0,90 sẽ bằng 0,9. Với hai số này thì các con có nhận xét điều gì không? Ở đây 0,9 với 0,90. Hai số này lại là hai số thập phân bằng nhau. Vậy thì ở đây nó không phụ thuộc vào chữ số 0 đứng ở tận cùng các con ạ. À. Chữ số 0 này là ở hàng phần trăm. 90% phần trăm cũng là 9 phần 10. Như vậy chỉ xét hàng đơn vị thôi, à, hàng phần 10 thôi. Trong trường hợp này 0,90 bằng 0,9. Cụ thể, phần nguyên của chúng bằng nhau. Phần hàng phần 10 9 với 9 bằng nhau, nó không phụ thuộc vào số 0 thêm ở bên phải của phần thập phân.